Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ Viện, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đúng vào dịp hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng 1 năm 1950, ngày 18 tháng 1 năm 2025. Cũng như ngay sau các chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, như chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8 năm 2024 và chuyến công tác dự VEF Đại Liên, làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sáu hơn. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Cường sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ đi sâu thảo luận những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị. Trong đó, hai thủ tướng sẽ tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể, tích cực thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.